Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, bộ phim Pokemon hay với tựa đề tiếng Việt là Thức dậy muộn, tôi nhận được Pikachu và bắt đầu cuộc hành trình. Kể về cuộc hành trình thực hiện ước mơ của cậu bé Satoshi là trở thành Pokemon Master. Còn Pokemon Master là gì thì cậu không nói. Bên cạnh Satoshi, chúng ta cũng nên giới thiệu thêm rất nhiều người bạn đồng hành của cậu. Chứ đi vườn một mình thì chán chết, lập tổ đội đi nó mới vui. Mà trong tim có con gái thì còn gì bằng. Vậy nên, mỗi khi bước sang một vùng đất mới, Satoshi sẽ luôn làm quen và dụ dỗ một cô gái nào đó đi với mình. Nhìn ngáo ngáo thế thôi, thì thành xa tính hết rồi. Ở mỗi nhân vật chính, có mỗi tính cách riêng và cách thể hiện sự quan tâm đến những người bạn đồng hành riêng. Trong suốt cuộc hành trình, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Tất cả tạo nên một gia đình nhỏ mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ bộ anime nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video tổng hợp tất cả nữ chính trong Pokemon series nhé. Để xem ai là người xinh đẹp, tài giỏi nhất và quan trọng là hợp với thanh xa nhất nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với nữ chính đầu tiên là Kasumi. Cô ấy xuất hiện ngay từ tập phim đầu tiên, người từng tát cho Satoshi ngu người. Kasumi là nhân vật nữ luôn nằm trong top những nhân vật yếu thế nhất trong Pokemon, đồng thời cũng là nhân vật nữ mà tôi thích nhất. Tôi chỉ thích thôi, chứ không có ý gì đâu nha. Kasumi là thành viên của một gia đình gồm những gym leader của hội quán thành phố Hanada. Cô là người nhỏ nhất trong bốn chị em. Mặc dù hơi hung dữ, nhưng Kasumi là một cô gái nhạy cảm, rất sợ sâu bọ và có một tình yêu nồng cháy với các Pokemon hệ nước, trừ Gyarados vì một chuyện xảy ra trong quá khứ. Mặc dù sau này chính cô cũng sở hữu một con Gyarados khá mạnh. Kasumi là nữ chính đầu tiên và duy nhất sở hữu đá Mega. Ngay cả Satoshi cũng chưa có đá Mega đâu nhé. Nhờ chơi đá, cô cùng với chiến hữu Gyarados trở thành một game leader rất mạnh. Kasumi có mái tóc ngắn nhưng lại buộc kiểu đuôi ngựa về phía bên trái đầu và hay xõa tóc xuống khi ngủ. Cô có nhiều style kiểu tóc, ví dụ như kiểu tóc dài như khi tham gia lễ hội công nương hay khi hóa thân thành nàng tiên cá. Thánh sai chỉ giỏi có mồm thôi, chứ mấy chuyện tình cảm thì cậu ta hơi đụt. Kasumi nhiều lần đã lên cơn ghen khi những cô gái khác tiếp cận Satoshi. Nhưng lúc này, chồng cô ấy đáng yêu phải biết. Kasumi cao hơn Satoshi nhưng lại thấp hơn Takeshi, là nhân vật nữ chính có chiều cao tốt nhất trong tất cả. Kasumi cũng có tình cảm với Satoshi nhưng Satoshi lại không hề hay biết. Hiện tại, vì trách nhiệm, Kasumi đã phải quay trở về tiếp quản hội quán Hanada. Mặc dù cô vẫn muốn đi với Satoshi, Kasumi cũng là nữ chính được khám bánh nhiều nhất. Lần gần đây nhất, cô cùng với Takeshi là có một màn quay trở lại cực kỳ ấn tượng khi đến quần đảo Alola. Vì cũng ở Kanto nên Kasumi thường xuyên qua thăm mẹ của Satoshi cũng như phòng nghiên cứu Okido. Nếu đây là một bộ phim harem thì chắc không cần nói, anh em cũng biết ai là người chiến thắng nhỉ. Ai hi hi. Haruka là bạn đồng hành của Satoshi tại vùng đất Hoenn. Khi mới xuất hiện trong series, cô không thích Pokemon cho lắm. Cô quan tâm tới việc trở thành một trainer để có thể đi du lịch và khám phá những vùng đất mới. Tất cả mọi người đều mong muốn cô trở thành một nhà huấn luyện Pokemon để có thể theo chân cha của mình, Shenri, một gym leader nổi tiếng ở vùng Hoenn. Xe đạp của Haruka vô tình bị Pikachu làm cháy đen thui nên cô và Satoshi đã lập nhóm đi du hành cùng nhau. Khác với cha là gym leader, không giống như Satoshi là challenger, Haruka là một điều phối viên Pokemon. Haruka không quá xuất sắc khi mới bắt đầu, nhưng cô là một cô gái có sự may mắn giống như cái tên của cô. Trong các cuộc thi Pokemon Contest, Haruka thường hơi yếu ở phần trình diễn. Nhưng điểm mạnh của cô là những trận battle này lửa, chẳng kém gì các challenger Pokemon. Cô ấy cứ như Satoshi phiên bản nữ vậy. Mỗi khi vào trận chiến, cô cực kỳ sáng tạo và nghiêm túc. Haruka là một cô gái vui tính và rất lạc quan. Cô ấy thích làm những việc như mua sắm và thích những thứ dễ thương. Dĩ nhiên rồi, là con gái mà. Tuy nhiên, cô sẽ trở nên cực kỳ tức giận khi ai đó ăn cắp đồ ăn của cô ấy. Haruka cũng rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Đôi lúc cô dành quá nhiều thời gian trước gương khiến các bạn đồng hành cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt, Haruka rất hay giúp đỡ người khác về chuyện tình cảm của họ. Haruka cũng có niềm tin rất lớn vào Satoshi rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành Pokemon Master. Haruka được khám bách một lần tại phần phim Sinnoh. Khi này, chúng ta có thể thấy được cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Haruka và Satoshi vẫn giữ một nửa của chiếc kỷ niệm chương đầy như tín vật, tượng trưng cho tình bạn giữa họ. Chỉ là tình bạn thôi nhé, chứ Haruka không có tình cảm đặc biệt với Satoshi. Một nhân vật cực kỳ đông fan, một cô bé cực dễ thương, đó là Hikari. Tôi cũng là fan của cô ấy. Hikari là bạn đồng hành của Satoshi tại Sinnoh. Mục tiêu của cô là trở thành điều phối viên hàng đầu, giống như mẹ của mình. Trên đường đi lấy Pokemon đầu tiên là Pochama, Hikari đã gặp Pikachu đang bị đội hỏa tuyến truy đuổi. Cô đã cứu Pikachu, giúp Pikachu trở về với Satoshi và trở thành bạn đồng hành mới của Satoshi. Hikari là một trainer có óc sáng tạo cao, luôn tìm tòi, học hỏi và tạo ra nhiều kiểu kết hợp đẹp mắt. Điển hình là cô đang nghĩ ra chiêu thức thủy lưu phản lực bằng da với Bureju.
Để ban đầu, các cuộc thi Pokemon contest có hơi khó khăn với cô, nhưng cô đã rất làm quen và chứng tỏ mình sinh ra là để đi thi contest. Hikari là một nhân vật cực kỳ xinh đẹp, ngay cả trong cuộc sống đời thường lẫn khi trình diễn. Theo tôi đánh giá, có lẽ đây là nhân vật nữ chính xinh nhất trong series. Đéo tin. Cô rất chú trọng vẻ ngoài của bản thân. Mỗi sáng thức dậy, Hikari thường dành nhiều thời gian để chải đầu cũng như chăm sóc sắc đẹp của mình. Ngoài ra, Hikari cũng rất quan tâm đến những Pokemon cũng như các bạn đồng hành. Cô là mẫu nhân vật nữ dịu dàng, đáng yêu nhất trong toàn bộ series. Hikari luôn coi Satoshi như một người bạn thân. Mối quan hệ của họ trên tình bạn, nhưng dưới tình yêu, cái đập tay của cô và Satoshi như minh chứng cho cô nói, tình bạn là những viên ngọc trai, ký ức là những viên kim cương. Một nhân vật mới được comeback gần đây thôi, không ai khác, chính là Champion Iris. Thật không thể tin nổi là cô ấy đã trở thành Champion. Iris là bạn đồng hành của Satoshi tại Isu. Trước đây, cô ấy là một cô gái hoang dã và nổi loạn vì cô ấy thích leo trèo trên cây và ăn quả mọng. Cô ấy có niềm tự hào về vai trò của mình như một Pokemon trainer. Như thể hiện khi Satoshi không thể bắt được một Pokemon và cô gọi cậu ta là đồ trẻ trâu. Cô ấy khá giống Kasumi nhưng dường như có nhiều năng lượng hơn. Sau khi chia tay Satoshi, Iris đã đi nhiều nơi, thách đấu nhiều đối thủ. Và với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Iris đã trở thành champion của khu vực Isu. Tách khỏi thằng xa cái là lên như diều gặp gió. Khoác lên mình bộ cánh của champion, Iris giờ đây dễ thương hơn rất nhiều. Về trình độ thì chắc tôi không cần phải nói quá nhiều nhỉ. Với việc trở thành champion, Iris chính là nữ chính mạnh nhất và thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại. Khả năng đọc ý nghĩ và cảm xúc của Pokemon rồng của Iris cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Cô luôn muốn phát huy hết khả năng của từng Pokemon, mặc dù đó có là Pokemon của đối thủ. Tuy bại trận trước Satoshi, nhưng trong trận đấu đó, chúng ta có thể dễ dàng thấy được Iris đã nhường Satoshi khá nhiều. Vì Iris cũng tham gia giải đấu Pokemon Cúp Thế Giới, nên không biết liệu sau này cô ấy có được comeback thêm không đây. Serena là nhân vật nữ chính tại vùng Kalos và là một trong những người bạn đồng hành của Satoshi. Mục tiêu của cô là trở thành nhà trình diễn Pokemon. Cô và Satoshi đã từng gặp nhau trong quá khứ khi cô tới Kanto để tham gia trại hè Pokemon và cô đã được Satoshi giúp đỡ. Từ đó, Serena đã có tình cảm đặc biệt với Satoshi. Serena là cô gái trẻ, chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình ở vùng đất Kalos. Cô yêu thời trang và rất thích nấu nướng. Ban đầu, cô vẫn còn chỉ đưa ra quyết định về những gì mình sẽ làm trong cuộc sống là giống như mẹ mình, trở thành tay đua sai hoan nổi tiếng. Nhưng dường như cô sẽ không đi theo con đường của mẹ cô. Cô có một niềm đam mê với thời trang và quần áo. Cô cố gắng để tìm ra những bộ quần áo đẹp nhất và cô thấy rằng bất cứ bộ nào mẹ cô chọn ra đều có xu hướng là kém thời trang, kiểu lỗi thời ấy, mấy đứa con gái mới nhú, ai cũng vậy hết. Serena rất ghét việc bị dính bùn và bị bẩn. Mỗi lần như thế, cô thường nổi đó lên. Cô yêu việc nấu nướng đồ ăn cho bạn bè của mình, những người luôn thích thú với những món ăn mà cô làm cho họ. Serena là một cô gái tốt bụng và lịch sự, cô luôn quan tâm về những gì bạn bè của mình đang làm. Serena có tình cảm đặc biệt dành cho Satoshi, cô luôn ở mặt khi nói chuyện hoặc nhìn cậu ấy. Mỗi khi Satoshi đâm nhau, cô luôn ở bên ủng hộ cậu và luôn tự nhủ với bản thân cũng như những người khác là không sao, Satoshi có thể làm được. Kết thúc cuộc hành trình tại Kalos, Serena đã mạnh dạn thể hiện tình cảm với Satoshi khi hôn cậu ta. Tuy nhiên, thành áo nhà ta chỉ coi đó là hành động của một người bạn. Phải tôi đấm cho mấy phát. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Hiện tại, Serena đã sang Hoenn để thử tham gia Pokemon Contest để lấy EXP. Không biết trong tương lai cô ấy có được comeback không nhỉ? Tôi khá là mong chờ điều này. Eureka là em gái của Citron và cũng là một trong những người bạn đồng hành của Satoshi tại Kalos. Tuy chưa đến tuổi để trở thành Pokemon trainer, nhưng cô đã được ba chấp nhận cho đi du hành cùng anh trai để khám phá thế giới. Eureka là một cô gái hài hước, vui tính. Cô luôn hào hứng mỗi khi gặp Pokemon mới. Nhiều khi, sự phấn khích của cô khiến cô gặp nguy hiểm bởi chúng. Eureka rất tự hào về anh trai của mình, nhưng đôi khi cô vẫn chỉ trích Citron mỗi khi những phát minh của cậu ta không hiệu quả. Vì một lý do nào đó, Eureka luôn cố gắng tìm vợ cho anh trai. Cô luôn cầu hôn bất kỳ cô gái trẻ nào mà cô gặp trên chuyến hành trình. Điều này làm cho Citron cảm thấy bối rối rất nhiều lần. Eureka xem Serena như chị gái. Cô rất yêu quý và thường hay chơi game, làm bánh cũng như đi mua sắm cùng Serena. Cô cũng là một trong số ít người biết được tình cảm của Serena dành cho Satoshi. Tuy không tương tác quá nhiều với Satoshi, nhưng Eureka rất kính trọng và tin tưởng Satoshi. Cô luôn ủng hộ Satoshi hết mình mỗi khi cậu tham gia vào một trận đấu. Eureka là người từng chăm sóc cho Zygarde trong một khoảng thời gian và cô đã có một lời hứa với Zygarde là sau này khi cô đủ tuổi, họ sẽ cùng nhau đi du hành. Tham lam. Ghê thiệt, hứa thế tao cũng muốn hứa. Cô gái sinh ra đã ở vạch đích, nhà không có gì ngoài điều kiện, đó là Lilie. Lilie là bạn học của Satoshi tại trường học Pokemon.
Cô là con gái của Luisa Mine, giám đốc tại viện nghiên cứu AIR và là em gái của Glazio. Lilie là một cô gái ngây thơ, lịch sự và tốt bụng. Vì mẹ cô rất bận nên cô ở nhà với ông quản gia trên đảo Mele Mele. Do sự cố trong quá khứ với Unchaibit Uturoido mà Lilie đã không thể chạm vào các Pokemon do quá sợ hãi. Nỗi sợ của cô chỉ biến mất khi sau bố bắt bé Hoshigumo để tạo ra một lỗ hổng Unutora. Tại sự kiện này, Shivali một lần nữa cứu Lilie và xóa tan đi mọi nỗi sợ hãi trong cô. Từ đó, Lilie đã có thể dễ dàng chạm vào các Pokemon. Lilie có một vốn hiểu biết cực kỳ sâu rộng về các Pokemon ở khu vực Alola, từ hành vi, chủng loại hay lai lịch của chúng, kể cả tứ thân hộ vệ. Tuy nhiên, cô lại biết rất ít về các Pokemon ở các khu vực khác. Lilie thường tỏ ra bực bội với mẹ của mình vì mẹ cô luôn xem cô như trẻ con và có nhiều hành động thái quá. Tuy nhiên, giữa họ có mối liên kết cực kỳ sâu đậm và tình cảm mà họ dành cho nhau là không thể đong đếm. Khi phần phim Sailor Moon kết thúc, Lilie cùng mẹ và anh trai lên tàu để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cha của mình. Khi chuyến tàu khởi hành, cô đã nói lên cảm xúc và tình cảm của mình dành cho Satoshi. Lilie là một trong số ít nữ chính có tình cảm đặc biệt với Satoshi. Tuy em rất tốt, nhưng Satoshi rất tiếc, cậu ta nhẫn tâm cho Lilie vào danh sách Frenzo luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Thà như thế đi. Mao cũng là một trong những người bạn của Satoshi tại trường học Pokemon. Cô là người đầu tiên Satoshi gặp ở Alola. Mao là một cô gái lạc quan, thân thiện, là người hòa đồng và năng động nhất trong tất cả. Cô cũng thừa nhận là mình rất năng động. Điều này dẫn đến một số sai lầm trong suy nghĩ của cô. Mao cũng có ý thức rất cao về công lý. Bằng chứng là cô đã phản ứng khá quyết liệt khi Team Skull tấn công trường học. Cô là một đứa bé tài ba, không thua kém gì Takeshi. Với những nguyên liệu tươi ngon tại Alola, cô có thể tạo ra những món ăn cực kỳ ngon. Thậm chí là gia đình cô còn có một nhà hàng gia đình. Cha cô, anh trai cô đều là những chuyên gia về ẩm thực. Mao là người cực kỳ tốt bụng, cô luôn giúp đỡ những người bạn của mình. Tuy tính cách có phần năng động nên nhiều người có thể không thích cô ấy, nhưng với tôi thì tôi lại khá là có cảm tình với Mao. Cô cũng có một niềm đam mê với các Pokemon hệ cỏ và cô ấy vô cùng yêu thích chúng. Chính vì thế mà đạo diễn đã cho cô ấy một Pokemon hệ cỏ cực kỳ đặc biệt, đó là Seimin, một Pokemon huyền ảo. Bởi sự chú đáo và khả năng nấu ăn bậc thầy, Mao đã được Capu Kogeko tặng cho một pha lê dép như muốn công nhận tài năng của cô. Kết thúc phần phim Alola, khi tất cả mọi người đều theo đuổi mục tiêu của mình và rời khỏi Alola, thì Mao vẫn ở đó như một người trông coi. Cô vẫn luôn đợi những người bạn của mình trở lại để họ có thể vui vẻ như trước đây. Suren là bạn học nữ cuối cùng của Satoshi tại trường học Pokemon. Suren có thể nói là nhân vật nữ chính được ưu ái nhất tại Alola, khi mà cô ấy là người sở hữu một Pokemon khởi đầu, cụ thể là hệ nước, sở hữu vòng dép và pha lê dép hệ nước từ khá sớm. Thậm chí là cô ấy từng câu được cả Pokemon huyền thoại Kyogre, thật không thể tin nổi. Suren là một cô gái điềm đạm, dịu dàng và quan tâm sâu sắc đến các Pokemon, đặc biệt là các Pokemon hệ nước. Vì vậy, cô rất thích câu cá. Tình yêu của cô dành cho Pokemon sâu đậm đến mức cô sẽ nổi điên lên và bắn những ánh mắt sắc lạnh về phía những kẻ gây tổn hại cho Pokemon. Gia đình cô có 5 thành viên, ngoài cha mẹ ra thì cô còn có 2 em gái nữa. Tất cả đều rất yêu quý các Pokemon hệ nước. Suren và Mao là bạn từ nhỏ, họ chơi thân và chia sẻ với nhau mọi thứ. Ngoài ra, khi quen biết Kasumi, cô và Kasumi rất hợp nhau. Cả hai đều yêu quý các Pokemon hệ nước, do đó họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chính Suren là người đã mời chỉ đại Kasumi đến Alola chơi. Tại liên minh Alola, Suren là nữ chính tiến sâu nhất. Suren cũng có một niềm tin mãnh liệt ở Satoshi. Cô ấy từng nói rằng nếu ai đó có thể trở thành Pokemon Master thì đó chính là cậu, Satoshi. Cuối cùng là nhân vật nữ chính của phần phim Pokemon Johnny, Koharu. Koharu là con gái của viên trưởng Sakuragi, đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã của cô. Koharu là một người thận trọng và có cách tiếp cận thực tế với cuộc sống. Cô thường không đặt niềm tin vào lý tưởng lớn của cô, khiến cô phát cáu và thường nhắc bạn mình lưu ý đến cách cư xử của cậu ta. Ban đầu, Koharu luôn tỏ ra xa cách và thờ ơ với mọi người. Cô thường phớt lờ Satoshi, người ta dù gì cũng là main của cả series. Biết được điều này, Koharu dần cởi mở và trở nên thân thiện hơn với Satoshi. Mặc dù mọi người vẫn nghĩ cô ấy sẽ nối nghiệp cha của mình và trở thành một giáo sư Pokemon, nhưng thực tế, Koharu vẫn chưa biết nên làm gì trong tương lai. Cô ấy cũng không thực sự thích Pokemon. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện với mẹ và hợp tác cùng với Wanpachi để đẩy lùi Gengar, Koharu đã dần trở nên gần gũi hơn với Pokemon của mình. Không như Satoshi, dám bỏ nhà đi bụi từ nhỏ, Go thì bỏ học, không thèm đến trường. Koharu vẫn đi học hàng ngày, nên cô không có nhiều thời gian để xuất hiện.
Nhưng thời gian trôi qua, cô Haru ngày càng tham gia nhiều hơn với nhóm Satoshi. Mới đây, cô đã thu phục Pokemon đầu tiên, đó là một con Eevee khác lạ. Con Eevee này chơi đá nhưng vẫn không tiến hóa. Theo tấm poster mới nhất, rất có thể cô Haru sẽ nhận được vòng Diamax và con Eevee đó sẽ có Kyo Diamax. Cùng đón xem nhé! Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.